Mình là Huỳnh Nam, mình đến từ diễn đàn android.mobile, android.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn ứng dụng mua sắm tiện ích rất thú vị được nhiều người tải về trên hệ điều hành Android, đó chính là ứng dụng Fancy, ứng dụng mua sắm tiện ích rất hữu ích. Mục đích khi bạn sử dụng này, bạn sẽ được mua bán trao đổi hàng hóa nhanh chóng và tiện lợi nhất. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chi tiết cụ thể. Đầu tiên, khi bạn có thể đăng nhập qua Facebook, Twitter hay sử dụng tài khoản mới. Ở đây mình sẽ đăng nhập qua tài khoản Twitter hoặc Facebook. Nếu bạn có tài khoản sẵn, bạn sẽ đăng nhập dễ dàng và tiện lợi hơn. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được kết nối nhanh chóng và tiện lợi nhất. Ứng dụng sẽ cho phát nhận thông tin hữu ích trên Facebook. Như vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công. Trước khi để sử dụng tiện lợi nhất, bạn cần phải vào Gmail và chấp nhận email confirm. Nếu các bạn không được thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản chi tiết cụ thể. Việc tạo tài khoản rất nhanh, bạn có thể thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. Như vậy chúng ta đã đăng nhập thành công. Bạn sẽ nhìn thấy giao diện rất đẹp và bắt mắt.
Khi bắt đầu sử dụng, ứng dụng sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết như chạm vào các hình ảnh. Tiếp tục, như các bạn thì đây chúng ta có thể theo dõi bạn bè, follow những chủ đề thời trang, các món ăn, giáo dục, khoa học để có thể mua sắm tiện ích nhất. Như vậy là giao diện chính của Fancy sẽ hiện ngay lúc này. Khi các bạn nhìn thấy thì chúng ta có thể nhìn thấy một mặt hàng mà các nhà và sản xuất sẽ post lên, như là bức ảnh bao gồm rất nhiều đồ tiện ích thiết bị. Dưới mỗi bức ảnh có S2Lead, Fancy, bình luận. Qua đó bạn sẽ đánh giá đúng chất lượng sản phẩm và sẽ nhìn thấy giá tiền. Nếu bạn muốn mua, bạn kích vào Buy Now và sẽ chuyển tiền vào tài khoản. Cứ mỗi món quà sẽ có quà tặng cụ thể kèm theo. Bạn có thể gửi tặng kèm quà cho người khác. Vừa rồi là, như các bạn đã thấy, rất nhiều đồ trang trí và dụng tiện lợi. Khi bạn muốn tìm món đồ gì, bạn chỉ cần dùng chức năng search cho danh. Ví dụ mình muốn tìm food, thức ăn. Ứng dụng Fancy sẽ tra cứu những đồ hộp, thiết bị liên quan đến chủ đề food, rất tiện lợi và nhanh chóng. Wow, món này thật là ngon. Về giao diện menu, bạn sẽ nhìn thấy có các home bao gồm nhiều bài báo mới, activity, các hoạt động của bạn mới nhất. Browse các trang web với nhiều chủ đề khác nhau cho bạn lựa chọn, như men, women, kids, pets, home, food. Như các bạn đã thấy, rất nhiều hàng hóa chủ đề. Hàng hóa đã được phân chia theo chủ đề chuyên mục. Quà tặng, sự lựa chọn của bạn, tìm bạn, vân vân. Mình hy vọng ứng dụng này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, có chức năng mua sắm cũng như kiến thức lựa chọn hàng hóa tốt nhất trên mạng. Mình xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các ứng dụng Android tiếp theo.